Song song với các hoạt động của đoàn viên thanh niên, sáng nay các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đồng loạt tổ chức lễ phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Tại công viên kè sông Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận Cái Răng phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phú Thứ tổ chức lễ phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Khoảng 2.000 người là cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, người dân và lực lượng vũ trang quận Cái Răng đã tham gia chạy 1.500m trên đường Mai Chí Thọ thuộc phường Phú Thứ. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận Cái Răng cũng tổ chức cho 160 cán bộ công chức, viên chức các phường, đoàn viên thanh niên, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cán bộ giáo viên trường tiểu học, trung học cơ sở Phú Thứ tham gia giải chạy bộ 1.500m dành cho nữ và 3.000m dành cho nam.